Chào các bác nhá. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bác cái cách cắm thòng lọng hiệu quả để bẫy bỉ mịp. Rất xin lỗi các bác là giờ này thời tiết mưa suốt hôm nay vừa hửng nắng được thôi. Nhưng mà tôi làm video ở nhà không có thời gian đi rừng ấy, thời tiết nó mưa trên rừng rất là nhiều muỗi. Tất nhiên trưa nay tôi cũng sẽ đi nhưng mà tôi làm video này trước, vẫn có những video tôi sẽ làm ngay tại rừng nhưng mà hôm nay xin phép các bác là tôi làm nhà thôi. Như nhà tôi các bác biết lúc nào có đa gáy, lúc nào tôi làm video bởi vì thực ra nó gáy suốt. Đi vào công việc chính luôn nhá. Đây là cái bộ khung thòng vuông phổ thông bây giờ mà các bác hay dùng ấy. Thì tôi cắm luôn, tôi mô tả luôn cái hình thức cắm. Đây là con giả này, đây là con mồi giả. Như này, cái mẫu này là mẫu chân đứng, để đứng như này luôn trên mặt phẳng này. Tôi cắm luôn nhá. Ví dụ cắm ở vị trí này đi. Đây dạy hướng dẫn các bác về cách cắm thòng thôi. Còn các thế bẫy thì nó còn rất nhiều chi tiết nhưng mà cũng tiện tôi nói luôn về cái cách thế bẫy. Các bác sẽ chọn những cái cây này làm sao mà nó có những cái cành thấp ở vị trí này. Cành la la thấp này. Còn cái cây nó thoáng một chút, vị trí này thoáng. Và tất nhiên là chim khi mà nó theo âm thanh loa thì kiểu gì nó cũng sẽ xuống. Các bác đặt cái loa ở đây, đặt loa vị trí này chẳng hạn thì nó sẽ theo xuống tận đây luôn dù ở đâu. Đó là với những vùng mà chim bổi nó rất là sung, ít người chơi ấy. Thế còn những cái vùng nó khôn rồi thì không nói được cái điều đấy, nó sẽ không đến đâu. Và nếu nó không đến thì các bác cắm ở vị trí thoáng hay vị trí đẹp thế nào nó không đến thì cũng chịu thôi. Bây giờ luôn là như này nhá. Bây giờ cắm này, đây là bộ thòng. Ừ, theo cháu. Đây là cái bộ mới zin, chưa dùng lần nào, bỏ ra nhé mình. Các bác lưu ý cầm, cách cầm cũng là cả một nghệ thuật. Các bác cầm như này thôi, cầm như này này, ngửa ra, giơ như này cắm. Thì thông thường các bác sẽ cắm vòng quanh, đừng cắm gần quá nhá, đừng cắm xa quá. Cắm xa quá thì nó sẽ lao từ trên cây, nó lao thẳng xuống luôn. Các bác cắm như này bình thường thôi. Mình sẽ cắm vòng quanh rất đơn giản, cứ cắm vòng quanh là ok. Rồi. Với các bác dùng quen rồi thì các bác không cần phải đo. Không cần phải đo kích thước làm gì cả. Cứ như vậy thôi. Đây là cái khoảng cách tôi đo cho các bác, như này là hơi cắm như này hơi thấp chút. Mình cứ cách làm sao tầm độ khoảng 8 cm. Bác nhìn nắm tay này, đây này nó cứ chạm như này một nắm tay của mình, xong nó chọn đến cái điểm mình gập như này là ok rồi. Đừng cắm cao nhá, cắm cao nó sẽ chui bên dưới đấy, cắm thấp thì nó trèo qua đây. Các bác lưu ý giúp là như thế. Cứ cắm bằng cái này, làm lại nhá, bằng lại nữa. Một nắm tay của mình chống lên này. Rồi, thì thông thường với cái vị trí cắm như này ý, thì các bác nhìn hình dung nó sẽ đi vòng quanh. Mà chắc chắn đây có cái gốc cây to này, hình dung luôn nhé, ở rừng thế. Thì nó sẽ đi vòng quanh gốc cây là cái chắc chắn luôn. Tôi nói với bác một điều thế. Nhiều con không phải là nó cứ đi thẳng đâu. Nhiều khi như này đi nhá. Đây các bác nhìn này, tôi đánh xa ra, nó sẽ đi vòng quanh đây. Và những con khôn thì nó sẽ đi bên này luôn đấy. Mình sẽ khóa luôn đây. Đây, nó sẽ đi vòng quanh quanh đây. Đây là cái bộ thòng của nó. Như vậy các bác cắm như vậy 10 chân đủ chơi luôn. Thế còn 4 chân thì các bác cắm mồi ăn. Các bác cắm mồi ăn ra một vị trí cách ra kia một chút. Thì đây là cái vị trí con mồi giả này. Mà đấy. Thì đây là cái hướng và cách hướng dẫn cắm bẫy nhá. Các bác tham khảo. Tôi luôn nói rồi, các bác nào biết thì xem cho vui. Các bác biết rồi xem cho vui, còn các bác nào chưa biết thì tham khảo thêm nhá. Thì tôi cũng không muốn là
gọi là rất nhiều video tôi đăng, các bác biết rồi, các bác bảo là cái đấy cũng phải dạy, cái đấy cũng phải nói. Tôi xin lỗi các bác là tôi đăng video là các bác nào chưa biết thì tham khảo, các bác biết rồi xem cho vui. Cảm ơn các bác nhá. Tôi sẽ vào đăng tải video, còn buổi trưa tôi sẽ đi bẫy và tôi sẽ làm những cái video bẫy ở rừng. Cảm ơn các bác.